Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Winter. Như lần trước khi đăng video quảng bá cho chiếc PC kỷ niệm 50 năm của AMD thì mình đã nhận được vô số câu hỏi từ các bạn hỏi rằng là hiện tại Hà Nội Winter có còn làm PC gaming giá rẻ nữa hay không, nghỉ rồi hay là như thế nào, vân vân và vân vân. Thì điều này thực ra là một tín hiệu khá đáng mừng bởi vì các bạn đã chứng minh rằng các bạn vẫn đang rất quan tâm đến những chiếc PC gaming giá rẻ của mình làm. Thế nên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng dành thời gian để tìm hiểu thêm về một chiếc PC gaming đồng bộ nữa của Hà Nội Winter. Nó sẽ chỉ có giá 12 triệu thôi. Cùng tìm hiểu xem là nó có gì nổi bật và nó có gì đáng giá để các bạn chú ý trong dịp lễ cuối năm này. Điều đầu tiên mà mình muốn nhắc đến đó chính là hiện tại Hà Nội Winter đã quyết định thay đổi toàn bộ tên gọi của các PC gaming của mình. Nếu như ngày xưa thì chúng ta có những chiếc PC gaming thuộc dòng Advanced, Professional, Enthusiast, vân 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 vân, thì đến hiện tại thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng những cái tên gọi rất đơn giản để chỉ các loại linh vật thôi. Chúng ta có cá mập, hổ báo, đại bàng, chim cú, vân vân và vân vân, rất nhiều để các bạn lựa chọn. Và cái phân cấp từ bình dân đến cao cấp thì nó sẽ dựa vào nơi sống của những cái con linh vật đó, bao gồm từ biển cả cho đến trời cao. Đi vào vấn đề chính thì tiêu điểm ngày hôm nay của chúng ta sẽ là bộ PC Shark, hay gọi là cá mập phiên bản số 2. Những chiếc máy có cùng tên như thế này sẽ hướng đến các bạn game thủ chủ yếu giải trí bằng các tựa game online. Như các bạn đang thấy thì ngoại hình của dòng máy này đã được cập nhật lên sao cho phù hợp với năm 2019 bằng bộ vỏ Sama Zazovo Plus mới. Đây là điều mà HNC vẫn thường làm để liên tục giữ cho sản phẩm của mình có được cái sự tươi mới trong mắt khách hàng. Chúng ta có một mặt trước được trang trí mang hơi hướng của chiếc Corsair Spec Omega. Mặt trên thì được đục lỗ không khí hình lục giác đều, lại giống với những sản phẩm của Inwin. Ở bên trong thì các bạn cũng sẽ thấy nó không khác nhiều so với các nhãn hiệu cao cấp khác khi vị trí DJ được sắp xếp một cách rất khoa học. Ngay kể cả đến những chi tiết nhỏ như chỗ thông gió cho nguồn cũng được gia công ở mức tốt khi chúng được vát cạnh cẩn thận, giúp hạn chế những tai nạn kiểu như đứt tay khi chạm vào. Một điểm mạnh nữa của chiếc vỏ cơi này đó là nó rất chắc chắn. Khi bạn lay máy hay cố tình xô thì những chi tiết của nó cũng không có tạo ra bất kỳ một tiếng ọp ẹp nào cả. Và điểm trừ thì mình đánh giá nó cũng đến từ chính thiết kế vay mượn quá nhiều từ các hãng lớn. Tổng thể khi nhìn thì có thể là rất ổn. Đến với cấu hình bên trong thì với vai trò là một sản phẩm có thể đem lại những trải nghiệm game online cực kỳ là hoành tráng trong tầm giá, thì tất cả những linh kiện trong chiếc máy này đều là những linh kiện được coi là quốc dân trong năm 2019 vừa qua. Bao gồm CPU Core i3-9100F, các đồ họa GTX 1660, 8GB RAM, nguồn 450W công suất thực, và tất cả những linh kiện này được kết nối bởi bo mạch chủ H310. Tại sao gọi là quốc dân? Thì với 3 linh kiện quan trọng nhất để cấu thành nên một chiếc máy chơi game là CPU, VGA, bo mạch chủ, mà cụ thể ở đây là chiếc 9100F, GTX 1660 và H310. Intel và Nvidia đã mang đến cho người dùng những lựa chọn có hiệu năng trên giá thành tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đặc biệt là khi xét đến thời điểm năm 2016, chúng ta vẫn phải chi trả khoảng gần 5 triệu đồng cho một chiếc CPU Core i5-6400, cũng chỉ có 4 nhân và 4 luồng. Hiện tại là chỉ 5 triệu đồng thôi là các bạn đã có thể sở hữu được một chiếc card đồ họa có dung lượng VRAM khá lớn đủ để chơi rất nhiều tựa game rồi. Trong khi năm ngoái cũng với số tiền này, chúng ta vẫn còn phải thêm một chút nữa thì mới có thể mua được chiếc GTX 1060 phiên bản 3GB. Năm 2019 đánh dấu cột mốc giảm sâu nhất của các loại linh kiện sử dụng chip nhớ kể từ năm 2011. Việc nâng cấp RAM, SSD hay là nguồn thì rất dễ dàng, khi mức giá khoảng 1 triệu đồng thôi thì các bạn đã có rất nhiều những lựa chọn tốt rồi, thậm chí còn là rất đẹp như sản phẩm của Arata và Symantec ở đây. Một điều đáng chú ý nữa ở giá máy này đấy là khi các bạn mua nó với giá 12.700.000 kèm theo quà tặng thì các bạn sẽ được nhận một lúc 3 gói khuyến mại. Trong đó đáng chú ý nhất là một bộ gaming gear trị giá 1.600.000, một bộ đèn LED Amino có thể được điều khiển qua phần mềm trị giá 350.000 và một bộ code game bản quyền đến từ Intel, áp dụng từ nay đến 31 tháng 12 2019. Và kèm theo đó là một combo giảm giá khi mua kèm màn hình, loa và bàn ghế. Chúng ta sẽ có CSGO, Dota 2, Liên minh huyền thoại, FIFA Online 4 và PUBG. Tất cả sẽ được chỉnh lên thiết lập cao nhất trên màn hình độ phân giải Full HD. Bản Windows sử dụng cũng là bản Windows mới nhất và đi kèm theo nó cũng là bản driver dành cho các đồ họa cũng là mới nhất. Với mức thiết lập cao nhất thì ở CSGO, chúng ta có được số khung hình trên dây cực tốt với thi điểm cao nhất lên đến 250, trung bình là 144 và thấp nhất cũng chỉ tụt xuống khoảng 95. Điều này chỉ ra rằng nếu bạn là một game thủ hardcore ở tựa game bắn súng kinh điển này thì cấu hình của chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng được một màn hình 144Hz đi kèm, không phải lan tan về bất kỳ điều gì cả. Ở thể loại game MOBA nói chung, mà cụ thể ở đây là Dota 2 và Liên minh huyền thoại, 60 khung hình trên dây trên lý thuyết sẽ là đủ, nhưng mức này phải giữ được ổn định ngay cả khi bạn vào combat. Nhưng với cấu hình đang được review thì chúng ta có được nhiều hơn thế khi mức khung hình trung bình trong suốt quá trình thi đấu luôn đạt ở mức trên 100. Drop cũng chỉ loanh quanh khoảng 90-95 ở trường hợp của Dota 2. Đây là mức quá ổn khi mà đầu tư của bạn là không hề lớn. Đến với FIFA Online 4 thì lại là một trường hợp đặc biệt vì đây là một tựa game bị lock 60 khung hình trên dây. Không có quá nhiều điều để nói, khi nhìn vào bảng tổng sắp thôi thì các bạn đã thấy số khung hình của chúng ta luôn luôn loanh quanh ở mức này rồi. Cái chuyện thắng hay thua giờ chỉ còn phụ thuộc vào khả năng của chính các bạn. Ở vị trí cuối cùng chúng ta đến với PUBG. Mặc dù biết sẽ rất ít người sử dụng khung hình tối đa để chơi game này, nhưng mình vẫn thử. 80 khung trên dây là mức trung bình chúng ta sẽ nhận được, không quá tốt nhưng cũng không thể gọi là quá tệ. Riêng với tựa game này thì mình vẫn khuyên các bạn hãy hạ cấu hình xuống một chút để có một trải nghiệm tốt hơn. Mình cũng đã thử chấm điểm trên PC Mark 10 và Time Spy, điểm số không tạo ra những bất ngờ quá lớn khi chỉ ở mức trung bình khá. Các bạn có thể tải về kết quả ở phần miêu tả phía bên dưới video nếu muốn theo dõi kỹ hơn.
Qua những đánh giá vừa rồi thì hẳn các bạn cũng thấy rằng đây là lựa chọn khá là tốt để tiêu khiển trong những ngày cuối năm này phải không ạ? Với việc mức giá khi không lấy quà chỉ còn là 11 triệu rưỡi khi không kèm phương án lưu trữ thì việc mua thêm cho nó một chiếc SSD 240GB cũng là không khó khăn gì. Đặc biệt là khi hiện tại giá cả của những chiếc SSD hiện tại đang rất là tốt. Cụ thể mình có thể ví dụ đó là một chiếc SSD của Western Digital 240GB hiện tại chỉ có giá hơn 800.000. Và nếu mà mình hiện tại vẫn còn đang chơi FIFA Online 4 thì hẳn mình sẽ không thể bỏ qua được cấu hình này. Và không biết các bạn nghĩ sao, các bạn hãy để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.